keng leng keng, ai đi Huế không? Có ai đi Huế không? Ơi, tôi tới Huế rồi nè. Thì mọi người cứ chờ đó đi. Từ từ, tôi sẽ kể cho mọi người nghe những cái cảnh đẹp, những cái món ăn ngon và được gặp trò chuyện các mẹ các o ở đây, để cho mọi người thấy là vẻ đẹp ở mảnh đất cố đô này á thì nó đã và nó sướng con mắt với bao tử như thế nào. Dạ. À. Vậy ha, bây giờ tôi sẽ ngủ dưỡng sức cho khỏe, rồi kể cho mọi người nghe sau. Bye bye mọi người.